bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 22 tháng 2, lễ lập tông tòa Thánh Phêrô. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Cesare Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một trong các tiên tri. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Ngài tòa của người khiêm nhường. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: các con bảo thầy là ai? Phêrô đã trả lời: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu xác nhận câu trả lời của Phêrô là đúng, vì không phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Và căn cứ vào ý mặc khải của Chúa Cha, người đã chọn Thánh Phêrô làm nền tảng xây dựng hội thánh của người, trao cho Phêrô quyền mở cửa nước trời cho con người. Như vậy, việc tuyển chọn Phêrô chẳng phải vì ông có tài năng xuất chúng, khôn ngoan siêu việt hay trí học hiểu, học hàm siêu đẳng, mà là vì ý Chúa Cha đã muốn như thế. Thiên Chúa đã từng làm những việc lạ lùng. Tư tưởng của Thiên Chúa không giống như tư tưởng của loài người. Thiên Chúa khiêm nhường để cứu thoát con người kiêu ngạo. Thiên Chúa vâng phục để cứu thoát con người bất tuân. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn những ai khiêm nhường, vâng phục vào trong kế hoạch của người, cùng với Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Lễ kính tông tòa Thánh Phêrô không có ý nói đến một ngai tòa uy quyền theo kiểu trần thế, hay một quyền lực lớn lao kiểu cai trị, nhưng là uy quyền của người hiền lành khiêm nhường mà Thiên Chúa Cha đã muốn đặt để theo ý người. Ước gì các gia đình nên nhớ, giáo hội công giáo, hội thánh Chúa Kitô không chấp nhận cách phẩm bình, phê phán hay bất tín bất tuân đối với người kế vị Thánh Phêrô, và cả đối với các giám mục hiệp thông với quyền tông đồ tại các địa phương. Bởi vì Chúa muốn chúng ta hãy xác tín cơ cấu giáo hội hữu hình được thiết lập bởi Thiên Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vững tin vào tình thương và quyền năng của Chúa qua giáo hội Chúa Kitô, cùng nhiệt tình tham gia xây dựng giáo hội tại chính gia đình mình. Amen. Vào mùa chay, mùa xây lại những chiếc cầu đá gãy, mùa nối lại tương quan với Chúa, với giáo hội, với nhau và với mọi người. Nếu đã có những chiếc cầu đã gãy do tội kiêu căng, thì giờ đây chút tàn tro trên đầu nhắc nhớ tất cả chúng mình là loài bụi đất, chẳng hơn gì nhau đâu
mà kiêu căng tự phụ. Ước gì mỗi người, mỗi nhà sẽ bằng lòng để hạt bụi đời mình nằm trong nắm tay của Thiên Chúa, để người ban cho ơn tái sinh trong cuộc sống vĩnh cửu, để sẽ trở thành hạt bụi hồng trong mùa cứu rỗi. Vâng, hãy khiêm nhường nhận ra cái ngắn hạn của đời mình, như chút nắng buổi chiều đời còn đang le lói bên trời tây vạn dặm. Hãy lo sao cho lòng mình mãi thắm một tình yêu rất nồng ấm linh thiêng. Sẽ không còn ai cô độc góc trời riêng, mà tất cả là láng giềng trong cõi sống. Đó là thông điệp của chút tàn tro. Xin đừng vô vọng mà nghêu ngao, hát bụi nào hóa kiếp thân tôi, nhưng hãy hy vọng hát lên. Xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa chơi vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ bước xa xôi, làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi, con biết rồi người xót thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần là có chia ly, người sẽ ra đi về cõi trời bên quê mong đợi nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thô khôn vơi của Chúa ba ngôi tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mãi mình là ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người
và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mai mình là hằn bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mai mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hằn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời.